ở ngoài đường nó cái phân biệt đối xử nó thể hiện ở ngoài, đi ra Hà Nội hay đi ở Sài Gòn là thấy liền à. Chạy chiếc SH ra cái nó đậu đằng trước á, để dãy xe SH vậy đó, phải không? Rồi bắt đầu kế đó, bắt đầu mấy chiếc mà đời mới này kia đậu đậu trước á, xe hơi xịn em đậu trước á, còn mấy bạn đi xe rẻ ra hả, nó dắt chiếc xe các bạn giấu thuốc ở trong trong hốc bò to á. Nhìn cái bề mại tôi quyên nào quyên viên nào hồi đó uống uống cà phê ngoài hồn rùa gặp hoài gì đúng không, mấy cái quán cà phê ngoài đó đó là bắt đầu mà thằng nào mà đi chiếc SH ra cái lấy chiếc SH ở đậu trước á, hết đậu, đậu 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 đây đậu đây, tức là trong cái bãi đậu xe nó còn có cái sự phân biệt nữa, phải không? Nếu mà những cái người dân mà mua bán làm ăn sống là phải nổ phải bề ngoài, bây giờ nói trời em lương bèo quá, lương bèo đết ai thèm chơi đó, lương bèo mày đi chỗ khác chơi đi, thành ra vô là phải nổ nổ, mặc dù là tiền thì không có nhưng mà cũng cố gắng đeo cái cục gì đó rồi chiếu chiếu với người ta, rồi cũng phải kiếm cái đồng hồ Omega cái gì đó đồ hiệu ở ngoài này vậy á, kiếm cái vỏ gắn vô hả sao. Trời ơi, em làm ăn với nước ngoài không á, em là làm ăn này kia, nói chuyện nói vậy chi, nói vậy ta mới tin, nhìn cái bề ngoài người ta mới chịu. À, phải sáo bảnh vậy, mặc dù nghèo chết mẹ luôn, đói bỏ mẹ luôn, nhưng mà cũng phải vậy. Tại vì sao? Thật sự á, có những người bị vô thế mà sống thật á không được. Nó nói chứ nghèo nghèo cũng phải vậy, còn không có hả, trốn ở trong nhà không dám bước ra đường. Quý vị biết có nhiều người đến còn mức độ đến nỗi vậy đó, nhục quá thôi không đi ra đường đâu. Mà thật sự không có biết rằng á, cái nghèo, cái khó khăn của mình đến từ đâu. Đó, thấy không? Đó, nó quan chức, nó công chức thấy tao vậy chứ ngon lắm. Hoặc là cái câu mà người ta hay phán á, trời Việt Cộng lúc này ngon hơn Việt Kiều. Rồi ai cũng nhìn vô, thành ra quý vị thấy tại sao cái xã hội sinh ra ảo giác, câu ra đường trẻ trâu là phải nè, em mặc áo này nè, áo của em là 20 triệu nè, đó quần cái đôi giày này em mua cỡ 1000 đô nè, cái quần này em mua cỡ 200 đô nè, cái quần lót này em mua cỡ chừng khoảng 300 đô nè, đó mặc ra cứ như vậy á, rồi khoe ra đường để làm chi, mà đâu phải nó đẹp con mẹ vậy đâu, dòm thấy ghê chết mẹ luôn. Nó nhìn nó Liên Hiệp Quốc, phải không? Quần slip này nè mới mua 400 nè, cái mặt cũng phải ló cái quần slip ra mới biết, tại vì mày mặc cái quần slip 400 đô mẹ mày chặt mày cởi chuồng người ta mới dòm thấy, chứ mày mặc mày cái kiểu gì cho người ta thấy. Mấy bạn dòm tại sao những cái người Việt Nam ở bên nước ngoài người ta mặc đồ thấy đẹp không? Đẹp thật sự là như vậy á, ngay cả đến tôi cũng thấy tôi đẹp trai nữa mà. Tại sao? Mà đâu phải tôi đâu mặc đồ đâu có mắc tiền đâu, nên chẳng qua nó chỉ có khác nhau là cái gì biết mà. Và cái nó phải chăng nó theo cái con người, chứ không phải là mẹ dến vô cái đồ 4-5 ngàn đô 3-4 ngàn đô mặc lên mà dòm như củ cải, cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ tím vàng dòm thấy gớm bỏ mẹ luôn, giống như con rối. Có Facebook quý vị, có YouTube quý vị coi, tại sao tất cả những cái người ở bên nước ngoài, những ngay cả đến người Tây hay là người Việt Nam cũng vậy nè, quý vị thấy á, người ta mặc đồ nó hợp theo hoàn cảnh, nó hợp theo cái cuộc sống, nó hợp theo cái công việc. Chẳng hạn như tôi đi làm văn phòng, ok, lúc nào tôi cũng mặc nó có nguyên bộ suit vậy, ví dụ như mà mình mặc cái áo sơ mi, nhưng mà đơn giản là cái quần áo của mình nó không phải là thể hiện cái đẳng cấp của cái con người của mình. Tôi mặc cái áo này bây giờ muốn biết người ta, bây giờ trong cái xã hội mẹ có nhiều người ăn khoai lang còn chưa có ăn, một cái cậu còn có đi học đu dây như tặc răng gì là đối bỏ mẹ, bây giờ anh có mặc cái áo hiệu 1000 đô đi nữa, anh mặc anh phải ló cái hiệu ăn gì cho người ta coi hả, người ta đâu có biết được. Rồi bắt đầu dở cái thói trẻ trâu lên, mẹ đi người ta đi biển người ta mặc bikini, người ta đi vô vườn trái cây, đi hái trái cây, đi thăm hương đồng cỏ nội về quê thì người ta mặc quần jean, người ta mặc cái gì đó đồ thể thao gọn nhẹ để người ta vận động ngoài trời. Còn cái này cái gì đâu mà nhẹ, ở trong đi đám cưới thì mặc đồ thể thao, mà đi đi chơi ở trong vườn trái cây thì diện đầm, ôi cái nó lộn xộn sang ngu quá đó.